Chúng ta tiếp tục ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Bài số 1. Thực hiện phép tính một cách hợp lý. Phần A, thực hiện với biểu thức A bằng 3 phần 5 cộng với 5 phần 4 cộng với 2 phần 5. Ở phần này thì em nhận thấy cái phân số 3 phần 5 với 2 phần 5. Hai phân số này cùng mẫu. Chúng ta sẽ cộng với nhau. Tức là em áp dụng tính chất giao hoán. Em có thể đóng ngoặc cũng được. Nếu mà không đóng ngoặc cũng được, không vấn đề gì cả. Ta đặt cái số 5 phần 4 phía sau. Đến đây em cộng hai cái phân số này này. 3 phần 5 cộng 2 phần 5. Hai phân số này cùng mẫu là 5. Lấy tử cộng với nhau, mẫu giữ nguyên. 3 cộng 2 là 5. Như vậy 5 phần 5, chỗ này bằng 1 này. Cộng với 5 phần 4. Và cái số 1 này em sẽ viết thành 4 phần 4 để cho nó cùng mẫu với cái phân số 5 phần 4 này. Đấy, đến đây thì hai phân số này cùng mẫu rồi. Lấy tử cộng với nhau, mẫu giữ nguyên. 4 cộng 5 bằng 9. Vậy ta được kết quả là 9 phần 4. Tiếp theo đến phần B. Chúng ta có biểu thức B bằng âm 5 phần 7 cộng với 3 phần 4 cộng với âm 1 phần 5 cộng với âm 2 phần 7 cộng với 1 phần 4. Ở biểu thức này em nhận thấy là chúng ta có các cái phân số là âm 5 phần 7 này. Nó cùng mẫu với phân số âm 2 phần 7. Như vậy em áp dụng tính chất giao hoán. Hai phân số này đi thành một cặp này. Sau đó đến phân số 3 phần 4 cộng với 4 phần 4 đi thành cặp thứ hai. Hai phân số này cùng mẫu. Và còn cái phân số cuối cùng là âm 1 phần 5. Ở đây chúng ta thực hiện phép tính âm 5 phần 7 cộng với âm 2 phần 7. Em lấy tử cộng với nhau. Âm 5 cộng âm 2 là âm 7. Âm 7 phần 7 được âm 1. Đến đây em thấy là 3 phần 4 cộng 1 phần 4 bằng 4 phần 4. 4 phần 4 bằng 1. Cuối cùng là cộng âm 1 phần 5 em để nguyên đây. Rồi đến đây thì em thấy là hai cái số đầu này âm 1 cộng 1 bằng 0. Như vậy đáp số chúng ta được là bằng âm 1 phần 5. Bài số 2 yêu cầu là tìm x biết. Phần A, âm 2 phần 3 bằng x phần âm 9. Ở bài này thì chúng ta gặp bài toán tìm x liên quan đến phân số bằng nhau. Em sẽ thực hiện theo quy tắc chúng ta nhân chéo. Nhân chéo này, chúng ta lấy tử của phân số bên trái nhân lên mẫu phân số bên phải. Âm 2
nhân với âm 9 bằng mẫu của phân số bên trái nhân với tử phân số bên phải bằng 3 nhân x. Sau đó em thực hiện phép tính này, cái này là âm 2 nhân âm 9 thì bằng 18 này. Còn bên vế phải em để nguyên là 3 nhân x. Ở đây thì em thấy x đóng vai trò là thừa số chưa biết bằng tích chia thừa số đã biết, tức là em lấy 18 em chia cho 3 bằng 6. Như vậy chúng ta được x bằng 6. Tiếp theo đến phần số 2. Phần B này. X trừ đi 2/5 bằng 7/15 cộng với 3/5. Ở phần này thì trước hết là em sẽ đi thực hiện ở bên phía phải đi nhé, cho nó gọn đi. Với mẫu số chung là 15, vậy thì ở đây chúng ta lấy 15 này em chia cho cái mẫu là 5 được 3 nhân trên tử. Vậy thì 3/5 sẽ viết thành 9/15. Sau đó em lấy hai phân số ở bên vế phải này cộng với nhau, nó cùng mẫu rồi. Lấy tử cộng với nhau, 7 cộng với 9 bằng 16. Đây bằng 16/15. Cuối cùng thì x đóng vai trò là số bị trừ sẽ bằng hiệu là 16/15 cộng với số trừ cộng với 2/5. Rồi bây giờ em sẽ thực hiện quy đồng, mẫu số chung là 15 này, 16/15 em để nguyên như thế này. Ở đây em lấy 15 em chia cho 5 được 3 nhân 2 là 6. Rồi như vậy em lấy tử cộng với nhau, 16 cộng 6 bằng 22. Mẫu là 15. Rồi vậy chúng ta kết luận lại, vậy x bằng 22/15. Nào bây giờ tiếp theo đến bài số 3. Bạn Hòa có 420.000 đồng. Bạn Hòa dùng 1/3 số tiền để mua sách. Số tiền còn lại Hòa dùng để mua vở và dụng cụ học tập. Hỏi số tiền Hòa dùng để mua vở và dụng cụ học tập là bao nhiêu nghìn đồng?
Ở bài này em thấy là bạn Hòa bạn ấy dùng 1 phần 3 số tiền để mua sách. Còn lại thì bạn ấy mới mua vở và dụng cụ học tập. Vậy bây giờ muốn tính được ra cái số tiền bạn ấy mua vở và dụng cụ học tập thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính số tiền bạn ấy mua sách trước. Sau đó chúng ta sẽ lấy 420.000 đồng này trừ đi cho số tiền mua sách thì sẽ ra số tiền còn lại bạn ấy mua vở và dụng cụ học tập. Vậy có nghĩa là bài số 3 này chúng ta sẽ đi trải qua hai bước để tính. Bước số 1 là chúng ta lý luận là số tiền Hòa dùng để mua sách là ở đây đề bài nói là số tiền mà Hòa dùng để mua sách chiếm 1 phần 3 tổng số tiền này. Tức là em sẽ đi em lấy 1 phần 3 ta nhân với 420. Được kết quả là bằng 140. Đơn vị là 1.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời ý thứ hai. Vậy số tiền Hòa dùng để mua vở và dụng cụ học tập là em sẽ lấy tổng số tiền là 420.000 đồng. Trừ đi số tiền là 140.000 đồng. Như vậy còn lại là 280.000 đồng. Một chiếc bánh được làm từ nguyên liệu chính là bột mì. Chiếm 3 phần 5 khối lượng bánh. Hỏi nếu làm một chiếc bánh từ 180 gram bột mì thì chiếc bánh đó có khối lượng bao nhiêu gram? Bài này thầy phân tích cho các em như thế này nhé. Ở đây là khối lượng của bột mì này chiếm 3 phần 5 khối lượng của bánh.
Vậy bây giờ thầy sẽ đi thực hiện phân tích nháp này. Đề bài hỏi là nếu là một chiếc bánh từ 180g bột mì thì chiếc bánh đó khối lượng bao nhiêu? Vậy bây giờ thầy sẽ thực hiện nháp như thế này. Thầy sẽ gọi khối lượng của bánh. Thầy gọi là x gram. Bây giờ em căn cứ vào đề bài này, đây này, 3/5 khối lượng của bánh thì tương ứng với 180g bột mì, tức là em sẽ có như này, 3/5 khối lượng bánh là 180g bột mì. Vậy bây giờ cái khối lượng của bánh như này chúng ta vừa mới gọi đây là x, có nghĩa là chúng ta sẽ có như này, 3/5 của x là 180g bột mì. Thì ở đây là của x có nghĩa là phép nhân, tức là em sẽ có 3/5 nhân x bằng 180. Thì từ đây em thấy là x sẽ bằng 180 chia cho 3/5. Rồi, đấy là thầy thực hiện ra nháp nhé. Như vậy thì sau khi mà em thực hiện nháp để em hiểu như vậy rồi, chúng ta sẽ trình bày vào trong bài làm. Chúng ta sẽ ghi là khối lượng của chiếc bánh là 180 chia cho 3/5. Một trăm tám mươi nhân với nghịch đảo của nó là nhân với 5/3. Chúng ta tính toán phép tính này được kết quả bằng 300. Như vậy là khối lượng của cái bánh nặng là 300g. Tiếp theo đến bài số 5. Cho hình vẽ sau. Bây giờ em vẽ cái hình vẽ minh họa này. Đầu tiên là em vẽ một cái đường thẳng. Sau đó ở trên đường thẳng này lấy theo thứ tự các điểm A, rồi C, D, B. Đề bài yêu cầu chúng ta là hãy gọi tên các tia trùng nhau gốc A. Ý thứ hai là các cặp tia đối nhau gốc C. Và ý thứ ba hỏi chúng ta là hai điểm C và D nằm cùng phía so với điểm nào? Bây giờ quan sát ở trên hình vẽ này thì chúng ta sẽ đi trả lời từng ý một. Ý thứ nhất là các cái tia trùng nhau gốc A. Thì ở đây em nhìn thấy chúng ta có tia AC này, tia AD này, tia AB này. Như vậy đấy là ba tia trùng nhau gốc A. Ta trả lời ý thứ nhất. Các tia trùng nhau
gốc A là tia C này, tia D, tia B. Bây giờ đến ý thứ hai là các cặp tia đối nhau gốc C. Tia đối nhau gốc C thì em thấy là gốc nó là C này, một tia thì đi về phía bên tay trái, một tia đi về phía bên tay phải. Như vậy em có cái cặp đầu tiên là cặp này CA này đi về phía tay trái này, CD đi phía tay phải. Như vậy cặp đầu tiên là CA và CD. Đến cặp thứ hai vẫn là tia CA đi về phía bên tay trái, nhưng ta không chọn CD, ta chọn CB. Như vậy chúng ta có CA và CB. Và như vậy có hai cặp tia đối nhau gốc C. Đến ý cuối cùng, hai điểm C và D nằm cùng phía so với điểm nào? Bây giờ thầy nháp vào đây nhé, em nhìn thấy này. Ở đây bây giờ thầy vẽ tách cái hình này ra đây để em nhìn, để giải thích cái chỗ này để không cần phải ghi vào trong bài làm đâu. Chỗ này theo dõi thôi. Đây điểm A này, điểm C này, điểm D này. Đấy. Thì em thấy là nếu như chúng ta lấy điểm A này làm mốc thì bên này là bên tay trái của điểm A, bên này là bên tay phải của điểm A. Như vậy em thấy là hai điểm C và D này nó cùng nằm về bên tay phải của điểm A, chứng tỏ là hai điểm C và D nằm cùng phía so với điểm A. Ta trả lời ý thứ nhất. Hai điểm C và D nằm cùng phía so với điểm A. Bây giờ vẫn trên cái hình này, thầy sẽ đi tách ra như thế này nhé. Thầy sẽ tách ra ba cái điểm này, C này, điểm D này, điểm B. Thì bây giờ chúng ta lấy cái điểm B làm mốc này. Thì ở đây là phía bên tay trái của điểm B, đây là phía bên tay phải của điểm B. Thế thì em thấy là hai điểm C và D nó cùng nằm bên tay trái điểm B. Như vậy chứng tỏ là hai điểm C và D này nó cùng phía ngoài so với điểm A này, nó còn cùng phía so với điểm B nữa, phải không nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ trả lời như hai điểm C, D nằm cùng phía so với điểm A. Sau đó hai điểm CD nằm cùng phía so với điểm B.